mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín trên bán nhà bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì trong lòng Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhé. Và ngày hôm nay Biển Xanh đang có mặt ở mặt tiền con đường nhựa tỉnh lộ 9 thuộc ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một mặt bằng kinh doanh, một cái vị trí cực kỳ là thuận lợi để quý anh chị có thể buôn bán kinh doanh quý anh chị nhé. Trước mặt chúng ta đây chính là con đường tỉnh lộ 9, mình chạy thẳng về phía trước thì sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh, còn hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi lên trung tâm của thị trấn Hậu Nghĩa, đi sang Củ Chi hoặc là đi về các tỉnh miền Tây. Chạy thẳng về phía trước thì chúng ta gặp được cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh đúng quý anh chị nhé. Vị trí ngày hôm nay rất là thuận lợi để chúng ta có thể buôn bán kinh doanh, mặt tiền con đường tỉnh lộ 9, một vị trí siêu đắc địa và siêu thuận lợi. Cái lô đất này thì đã được xây hàng rào bốn xung quanh rồi quý anh chị nhé. Kế bên cạnh thì có người ta có bán vật liệu xây dựng. Khu vực này rất là sung rồi quý anh chị, mình mua cái vị trí này là có thể kinh doanh buôn bán ngay quý anh chị nhé. Anh chủ nhà đã rất là cẩn thận và xây cái tường rào bao xung quanh rất là kiên cố. Nội cái tường rào này không mà đổ đất lên móng không là cũng phải xây đến khoảng 1 tỷ luôn rồi đó quý anh chị. Cái lô này nó là hướng nam quý anh chị nhé. Ngang 10 sâu 73, tổng diện tích là 730m2, trong đó có 300m2 là đất thổ cư, 430m2 là đất trồng cây. Quý anh chị nhìn thấy tường rào xây rất là kiên cố, bốn xung quanh đã xây hết cho chúng ta rồi quý anh chị nhé. Ngang 10 sâu 73, bên trong có một căn nhà cấp 4 nữa. Cái vị trí này quý anh chị mình mua về mà có thể là kinh doanh buôn bán, mở quán cà phê sân vườn, cà phê võng. Cái khúc này mình có thể mở cái làm cái hồ cá coi cũng rất là đẹp này quý anh chị. Hoặc là đặt cái tiểu cảnh khá là tuyệt vời. Cái diện tích nó vô cùng là rộng, ngang 10 sâu 73 như thế này cho chúng ta thì tính toán được rất là nhiều công việc để làm ăn. Và giá là 8,6 tỷ quý anh chị nhé. Đất rất là cao, ráo đã san lấp hết rồi. Tường xây bao quanh rất kiên cố. Thuộc ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ngay mặt tiền con đường nhựa tỉnh lộ 9, con đường huyết mạch kết nối thông thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Do đó thì cái vị trí này quý anh chị mua là mình có thể sở hữu trọn đời luôn đó quý anh chị. Kinh doanh buôn bán tới đời con, đời cháu là trọn đời luôn. 8,6 tỷ Việt Nam đồng, quý anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm mặt bằng kinh doanh ở khu vực đường tỉnh lộ 9, xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Cái chiều dài khá là dài quý anh chị nhé, ngang 10 sâu 73 rất là dài luôn, 730m2. Sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Trong đó là có 300m2 thổ cư, còn lại 430m2 là đất trồng cây. Sổ hồng riêng rất là đẹp luôn. Cái này tường rào xây khá là kiên cố rồi. Nguyên cái tường này quý anh chị xây là cũng phải cả tỷ luôn đó quý anh chị, chứ không có rẻ đâu. Và cái mặt bằng san lấp rất là cao luôn. Cái này mình có thể làm cà phê sân vườn, cà phê sống ảo, quán nhậu hoặc là mở nhà hàng rất là tuyệt quý anh chị. Ngay mặt tiền tỉnh lộ 9 như thế này, giá 8,6 tỷ Việt Nam đồng quý anh chị nhé. Cái này anh chị nào mà có thể đam mê trồng cây, làm nhà vườn, bỏ cây cảnh thì tuyệt vời luôn quý anh chị. Đúng bài luôn đó quý anh chị nhé, rất là dài và rộng. Ở đây chúng ta có thêm một căn nhà cấp 4 nữa. Nếu mà quý anh chị nào mà mua về mà mình chưa cần xây lại hay sửa lại thì mình có thể sơn sửa căn nhà cấp 4 này lại là mình ở được quý anh chị. Vừa ở có thể là làm phòng cho nhân viên ở, mình làm quán xá, nhà vườn. Ở đây là khu vực của phòng bếp, cũng có kéo điện nước hết rồi quý anh chị. Ở đây thì có hai phòng ngủ luôn. 8,6 tỷ Việt Nam đồng quý anh chị nhé. Hướng nam. Vị trí này thì nó nằm ở khúc giữa từ ngã ba Mỹ Hạnh đi lên Cát Tường Phú Sinh. Nó nằm ở khoảng giữa đường đúng không anh chị?
Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Mặt tiền đường tỉnh lộ 9 hướng Nam, khu vực rất là đông đúc và sầm uất, mình có thể buôn bán kinh doanh đa ngành nghề. Giá 8,6 tỷ Việt Nam đồng quý anh chị nhé. Bao thuế phí công chứng sang tên. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.